ngày hôm nay chị đã đuổi tôi nha. Sau này á, tôi có sống bờ sống bụi á, tôi sẽ không bao giờ về căn nhà này nữa đâu. Có của em người ta gửi lên, nói là chị em bị bệnh. Ủa anh, sao hôm nay anh về sớm quá vậy? Anh đợi em xíu nha, em lên cắt đồ rồi em xuống nấu cơm. Thôi em xin lỗi mà. Thôi em không có biết là hôm nay anh về sớm đột xuất như vậy. Thôi anh lên tắm đi, em nấu nhanh lắm. Anh tắm xong là có cơm ăn liền à. Nha. Cái gì vậy anh? Có của em người ta gửi lên á, nói là chị em gì vậy. Mà anh không biết sao người ta không gọi điện lại cái thư lên nữa. Chị em gì chứ? Chẳng phải bà đã từ mặt em rồi hay sao? Em suy nghĩ việc như vậy là tốt á. Giờ vợ chồng mình nhiều thứ phải lo lắm. Tiền lãi hàng tháng, rồi tiền con cái nữa. Giờ mà nặng người thân ở quê á, chỉ có nước thêm cái nặng người thân thôi à. Thôi em lo cơm nước rồi đi đón con nha. Dạ em biết rồi. Nấu cơm chưa mà còn độc truyền hết Trinh? Chị hỏi là nấu cơm chưa mà còn độc truyền nữa, độc truyền hoài vậy? Chị đi làm về mà còn không có cơm ăn nữa là sao? Đau cái đầu quá. Chị muốn ăn á thì tự vô mà nấu mà ăn đi. Em nói cái gì vậy Trinh? Em nói á, chị muốn ăn thì tự đi mà nấu đi. Vô thời đại nào rồi, em tự do làm điều mình thích cũng được hay sao? Tự làm điều mình thích nhưng mà em cũng phải biết nhìn trên nhìn dưới chứ. Chị đi làm, em cũng phải biết phụ chị làm cái này cái kia chứ. Chị nói là không sợ người ta khinh chị à? Chị làm chị mà chị đi hơn thua với em từng chút một. Nếu vậy á thì chị đừng làm chị nữa, chị làm em luôn đi. Chị làm hơn em một chút á, không được hay sao? Mày xem, từ khi bố mày mất, ai nuôi mày, ai lo cho mày mà bây giờ mày nói như vậy hả? Chị hết nói nổi với mày rồi đó. Hết nói nổi á thì chị đừng có nói nữa. Từ giờ á, phần ai nấy sống, phần ai nấy ăn, đừng ai phiền tới ai hết á. Để xem á, con này có tự lo cho thân mình được hay không. Được rồi, cái nhà này là bố mẹ để lại cho tao. Mày biến đi, xem ra đời có ai nuôi mày được một ngày không? Có ai thương mày như chị không? Để đời nó dạy cho mày khôn ra. Không cần phải thách. Đừng tưởng là con này không sống được ngoài kia. Chị nhớ là ngày hôm nay chị đã đuổi tôi nha. Sau này đừng bao giờ nhìn mặt tôi nữa. Mày có giỏi thì mày biến luôn đi. Đừng có về cái nhà này nữa. Đừng có để tao thấy mặt mày nữa nha. Chị nhớ là ngày hôm nay chị đã đuổi tôi nha. Sau này tôi có sống bờ sống bụi á thì tôi sẽ không bao giờ về căn nhà này nữa đâu. Bà nhớ ngày hôm nay đó. Con ngồi này đừng có về cái căn nhà này nữa. Cái gì đó em? Hay là em về quê thăm chị em nha. Em suy nghĩ kỹ chưa? Đã bỏ đi mười mấy năm nay rồi, bây giờ tự nhiên là về thăm chị là sao? Nhưng mà bây giờ em nhớ chị hai em quá. Em sợ sau này em không có cơ hội để gặp lại chị ấy nữa. Chả phải á, đã từng hứa với nhau là không nhìn mặt nhau nữa rồi hay sao? Bây giờ em lại chủ động đi tìm về. Lúc đó nóng giận thì em nói vậy thôi. Chứ dù gì cũng là chị em ruột với nhau mà. Bây giờ nghe tin chị em bệnh nặng như vậy, là một thân một mình, em sợ cả cuộc đời này em không có cơ hội để nói lời xin lỗi chị ấy. Nói như vậy á, sao bao nhiêu năm nay chị ấy không đi tìm em? Quan trọng á là chị còn coi em là chị em ruột nữa hay không? Cho dù như thế nào đi chăng nữa thì hai chị em cũng cùng sinh ra trong một gia đình, cùng nhau gọi là bố, cùng nhau gọi là mẹ, cùng nhau ngủ chung một giường, ăn chung một nồi cơm. Cả nửa cuộc đời em gắn liền với chị hai em mà. Anh hiểu ý em, nhưng mà bây giờ em nói đột xuất quá, làm sao anh nghỉ ngang công việc mà vẫn đi về quê được? Rồi còn con cái tụi mình nữa, ai chăm tụi nó?
Dạ em. Anh biết á là em thương chị em, nhưng mà bây giờ gia đình mình còn bao nhiêu thứ phải lo, tiền lãi hàng tháng này chưa đóng, con cái tụi mình nữa, bước chân hai thế hệ mà cái gia đình bây giờ càng em hơn. Em hiểu ý anh nói không? Dạ em biết rồi. Thôi về ngủ sớm nhé. Trời ơi!